Đây là chiếc xe đã khai tử tại thị trường Việt Nam là Fortuner. Chiếc xe này thì nó có những đặc điểm gì mà ở thị trường Việt Nam không ưa chuộng? Thì theo mình, đầu tiên là chiếc xe này với cái thiết kế này, nếu như chạy trong phố ấy thì rất là khó. Nếu như bạn nhà chung cư thì chiếc xe này không thể chui được vào hầm. Đấy là một cái yếu điểm hơn so với chiếc xe Kia Sedona. Yếu điểm thứ hai, nếu như dùng chiếc xe này để chạy dịch vụ thì lại không ok, bởi vì là chạy bằng xăng nên là giá nó sẽ hơi cao. Còn nếu mà gia đình thì vẫn ok. Cái điểm thứ ba nữa là thiết kế của chiếc xe này thì trông cái gì đấy vẫn là xe dịch vụ mà không phải là xe kiểu như Sedona, nó như một ngôi giả di động. Nhưng mà đổi lại thì mức giá nó rất là hợp lý và thiết kế bên trong cũng rất là hay. Đây, mình mời anh em. Và một cái điểm nữa trên chiếc xe này mình cũng không cảm thấy hài lòng, đó là chạy có vẻ hơi sóc một chút. Và chiếc xe này thì đã độ kiểu ghế limousine này. Đấy thì anh em ngồi nó giống chủ tịch, đặc biệt là những cái chuyến đi thường xuyên đi đường dài thì rất là cần đến cái món này, đó là ghế chủ tịch và có cả bệ nâng chân các thứ này để cho nó sang trọng. Và chiếc xe này cũng làm một bộ trần LED này, anh nhìn thấy đẹp không? Đây, rất là đẹp luôn này. Đó. Và ở đây thì chiếc xe này mình đang lắp một đôi màn hình gối. Đây, em có thể lên đây em quay cho anh em xem. Đây là màn hình gối bên mình. Cái cặp gối này thì mức giá lắp đặt hoàn thiện nó là 9,5 triệu. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, các bạn nhìn thấy này. Thiết kế đẹp. Chạy màn Android. Đấy, vào mạng nghe nhạc YouTube tất cả mọi thứ. Cái này là mình có sẵn. Và ở đây thì mình lắp một cái chiếc màn hình Android. Đấy, em quay về màn hình giao diện chính cho anh. Đấy, đây là màn Ultra 2K anh em nhé. Và có cả cảm biến slope nữa. Đây. Và khi mà lắp ở đây thì mình còn tặng cho anh em một bộ bơm lốp chính hãng bảo hành 3 năm. Đấy thì màn hình Android thì trên thị trường nó chỉ là Full HD, nhưng mà ở bên mình ấy thì có sẵn cái màn Ultra 2K, độ nét 2K. Đấy, gần như là những cái công nghệ mà cao cấp nhất của những cái đồ công nghệ thì mình thường nghiên cứu trước một chút. Và đây, em có thể quay vuông góc này. Đây, ở đây ấy, thì nó chạy Android và nó có thể chạy từ trước ra sau luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp. Đó, cả hai bên luôn. Đấy. Thì khi mà chúng ta ngồi ở vị trí này mà chúng ta nghe nhạc, xem phim này, tất cả mọi thứ thì sẽ rất là ok. Thì anh em nghĩ sao nếu như một chiếc xe này mà anh em có xác định là mua không? Bởi vì là chiếc xe này thì nó đã bị khai tử về Việt Nam, không thể bán được. Đấy thì đấy là một số cái lý do. Còn nếu mà anh em có nhu cầu về màn hình gối này, màn hình kia này, hay là đôi ghế chủ tịch này, đấy thì bên mình có sẵn nhá để làm cho anh em. Xin cảm ơn.